Em Hoàng Nga xưa xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính trên toàn quốc và những người yêu đồ si trên kênh Em Hoàng. Là những sản phẩm si lớp về ngành thời trang cũng như là quần áo của quân đội Mỹ, và những sản phẩm như là giày da và những sản phẩm của Hermes và những chiếc túi và những chiếc thắt lưng để về với anh em trên toàn quốc. Với những sản phẩm trong thời gian qua thì em về không có nhiều, nhưng đến đâu thì anh em ủng hộ hết đến đó. Hôm nay thì em Hoàng có lên hai sản phẩm của quân đội Mỹ nhé. Chiếc đầu tiên là chiếc áo M65 xanh olive, màu lót của nó là lót trứng sáo. Chiếc này được ra đời năm 1969 1969 nha anh em nhé, 1968 1968 đây. Chiếc này nó còn 98%. Size của nó là size của nó là size small regular. Tất cả chữ A này, bắt tay này, nói chung là thân còn mượt, một màu xanh rất đẹp nhá. Anh em nhìn khi mà em lên, bao giờ em cũng soi cái cửa đầu tiên là cái cửa khóa, khóa này khóa da bít, răng cá mập, cửa khóa này. Tựa tựa là em bỏ luôn chứ không có mang về đâu nha anh em nhé. Kể cả rẻ em cũng không nhập về. Với những chiếc áo mà với bẩn hoặc là rách thủng thì có thể từ 10 triệu để là 1-2 triệu thôi. Nhưng mà những dòng đấy thì em Hoàng không có nhé. Em Hoàng chỉ có đồ Mỹ, mà đồ Mỹ là đồ Mỹ đẹp từ 95% trở lên đến 99%. Tất cả các sản phẩm trên kênh của em Hoàng đều như vậy nhé. Vì nó là hàng tuyển chọn cho nên anh em cứ yên tâm là khi sử dụng. Chiếc này có mã là 20K, vai 50, tay 61, lưng 76, từ 65 đến 75 kg, cao 1m6 cho đến 1m75. Anh em có thể mặc vừa chiếc này. Chiếc này có giá 19 triệu nhé, mã 20K, còn 98%, 1968. Những chiếc mà nó còn đẹp đều như thế này thì nó sẽ rất ít rồi. Còn chỉ có những với cái dòng mà nó bẩn hoặc là nó cũ thì là nó có nhiều thôi. Một chiếc Philos lông cừu được dệt ở bên trong một lớp lông cừu và bên ngoài này cũng như vậy nha anh em nhé. Một chiếc Philos đây anh em xem. Những chiếc Philos xưa thì nó rất là nặng rồi, nó rơi tầm 1 cân ấy, và trên 1 cân. Đây, khóa của nó Scoville nhé, đâm đỏ. Và đây cửa khóa đây. Những chiếc như thế này thì thực sự ra mà nói mặc thì nó rất là ấm, và chiếc áo rất là nặng nha anh em nhé. Em mặc về cái cân của nó nhé, vai 50, lưng của nó là 63, tay 61, từ 1m6 cho đến 1m7, 60 cân đến 70 cân. Mã này có mã là 19K nhé. Chiếc này có giá là 9 triệu nha anh em nhé, còn đẹp mà. Những chiếc áo như thế này thì trên kênh của em Hoàng bán quá nhiều rồi, về đến đâu là bay đến đó. Và những sản phẩm khác cũng như vậy, vì em tuyển chọn cho nên chính vì như thế những sản phẩm rất là đẹp. Anh em cảm thấy ưng sản phẩm nào mà vừa với mình thì hãy xem kỹ video và xem các góc cạnh, vì khi em lên video là lên rất chi tiết cho nên anh em xem rất là kỹ, chứ đôi khi mà chụp ảnh thì nó sẽ không được hết các góc đâu. Cho nên chính vì như vậy anh em xem video chúng ta sẽ tua đi tua lại xem thì các góc cạnh nó sẽ rất kỹ, và những sản phẩm em báo là chuẩn xác nhé. Hôm nay em Hoàng có hai sản phẩm đưa lên. Nếu anh em cảm thấy ưng với mình và hợp với cái số cân cũng như chiều cao thì hãy alo cho Hoàng nhé. Mà alo cho Hoàng tất cả sản phẩm, nếu như đã quyết định mua thì kiểu gì cũng mua được của em Hoàng. Và hãy alo cho Hoàng thì chắc chắn sẽ có giá rất tốt. Em Hoàng chúc em một ngày mới an lành và hạnh phúc nhất.